Nong trading view jeng chol trading view jeng nè jeng a ton mien chi account nong nung e jeng dam bay jeng baka chi account muoi jeng join for free san tae nong jeng e join for free vi mien yap per tam la 30 ngai e jeng phot 30 ngai jeng jeng baka tiet jeng email ke jeng da email jeng tae ni email thmai mai jeng tam baka na jeng username password password jeung đặt 6 ktong ok jeung chọn sign up ni ok គេ tha mịch គេ send link nung tới email của jeung chưng គេ ới jeung check nung trong email của jeung hay ok tới ni chưng jeung mơ email của jeung ni nung cái lại ni គេ ới trading view chưng jeung click tới link nung đảm bị activate activate chúng click lên link nó tới. Nè, chúng bạn account 1 miền rịa phê 30 ngày. Ok, chúng dùng bình chmuh dương. Continue. Nè, chúng bạn account 1. Chừng này thmey tưng ơ, nhưng mà toàn bạn edit toàn bạn ấy tưng ơ. Chừng nó trong nó kia miền chat kia show idea của kia miền tràn nó trong nó. Ba, tam idea của kia mùi mùi chứ nè khá kia chỉnh điên tới kia vì phía mô trời nè khá hấp chỉnh điên nhật ấy cái chế tạo đại idea chế phục public á nâng này anh ấy đầm lại hàng chênh nhưng trong mưa hàng chênh mù chốc lạc nâng anh ấy dừng cầm nọt fail cầm nọt alert mà nó phải đo đầm lại nâng vì alert ở dưỡng thì calendar anh ấy idea của dưỡng nó phải dừng phục public idea của dưỡng nó chua hơn nâng này chứ anh ấy idea for you my idea bạn ní idea for kê idea for kê chứ anh ní message mà thay dương ai phía xa khi nên group ní bàn kê có chết kê có chết dương phía xa xuống khi tới anh ní private message dương trong chat chia private và ní nập đà notification nập đà kê like for chương kê follow dương ấy cứ khơi như không này kê comment ấy cứ khơi như không notification này thế chứng account của dương chứng đảm bảo dương trong chỗ thì chat mấy dương cần phải chọn lựa chat này chỗ lựa chat mấy vậy chứng dương bật ở tới chứng anh này nhưng mà trong cái viên miên load cái lại này chưa ra anh này chứng nhưng cần phải chọn vì lựa việc tới việc bật của mình chứng là sao là lại cái lại này hết chúng tôi bốn có mọi cái sketch trên nhưng trong cái background với sạc tặng ọc chúng tôi thử change background nhưng thử lục sẽ xảy trên tặng ọc nâng nâng chúng dân mạng sẽ đam lưu vía hai anh ấy đi khí nế đam bay lục ạc hồn đi chánh dân chọc khoai nhạc lại vô liêm nè chúng bắt khoai chúng tôi chọn bắt y bắt đi nếu cần dân mạng sẽ đam lưu vía dân hai với tặng ọc tới ăn thịt à xô nâng tặng ọc tới cái việc bắt này thì bắt ạc hồn tặng ọc chúng sẽ lạc hàng khổm, sẽ lạc hàng lờ chúng trong trang background tưởng ốc này tiết chúng cần mạng sẽ đám cho property trang candlestick candlestick hàng kiến này cứ app chúng app nhưng đã phô ở vậy để dùng chọn bàn chúng đã phô bài tồn candle down cứ nhưng đã phô có home ok chúng trang được bằng năng tới ok chúng như khi candlestick khi phô có home cho phô khíu phô bài tồn khi là thì chúng trên background mà đóng tiền nhưng chơi property của bạn nhưng chơi từ lớp setting thì của bạn đôi khi chat property chương đôi khi đồ style hay là những đồ background mà đóng chương background cứ dùng từ đồ vertical grid này vertical grid cứ chui chờ chương chui chờ dùng đồ đã pô so tới việc bạn này bật chui chờ nó so chủ đề chương dùng đồ horizontal grid mũi tiết cứ đã pô so mũi tiết chương bật ok chương background sẽ là và tại vì nó sao là sao Apple này đập nàng ao chat nâng chat nó cứ chat Apple chứng dương chen watermark một tiệt đã po so tiệt chứng là phơi nó cứ bạt tặng ao bà sờ là ấy ok bà chứng zoom in zoom out dương tới bà ok bắt tua tiệt chat này cứ chat Apple chứng mà nhóm trong mới chat Australia nhóm cần là vay từ lớp keyboard Australia USD tới cứ viết chân chỉ chat Australia vậy
អញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើអីទាំងអស់គឺខ្ញុំវាយលើ keyboard AUDUSD ហើយខ្ញុំចុច enter ទៅវានឹងលោតទៅដល់ឆាតអូស្ត្រាលីនេះគឺឆាតអូស្ត្រាលីខ្ញុំចង់បានឆាតមាសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគណថៃទៅលើ keyboard HAUUSD ទៅហើយខ្ញុំចុច enter គឺលោតទៅឆាតមាសហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលឆាតមាសអូខេនេះ idea ពណ៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ delete វាចង់លុបវាខ្ញុំចុច hide event ដែរតើកុំឲ្យវាឃើញញ៉ៃច្រើននៅក្នុងនឹងអូខេអញ្ចឹងគឺស្លាស្អាតហើយមិនយ៉ាងហ៎បន្ទាប់មកទៀតយើងមើលនៅជួរខាងលើនេះខ្ញុំមើលឧបករណ៍នៅជួរខាងលើនេះណាអញ្ចឹងអានេះ symbol HAUUSD គឺ symbol gold ហើយអញ្ចឹងអានេះមានតែ D1 ហើយគឺឆាតហ្នឹងគឺប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់សូឆាតផ្សេងផ្សេងប្រចាំ time frame ផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគាត់ចុចខាងក្រោមនេះហើយខ្ញុំចុច select លើផ្កាយនេះអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើម add ចូលមួយអ15នាទី add ចូលមួយទៀត30 1ម៉ោងអូខេ4ម៉ោងមួយថ្ងៃខ្ញុំដាក់សូទាំងអស់ហ្នឹងណា week ប្រហែលអញ្ចឹងឆាតនេះ daily អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឃើញ week ខ្ញុំចុចមក week ទៅគឺឆាតនេះឆាត week ហ៎បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលនៅខាងចុងនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺ load chart បានថាបើសិនជាយើងឆាតនេះយើងអេក្រង់នេះគឺមានតែឆាតអីគេមានហេអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់មើល2-3 tab បាទ2-3អេក្រង់ទៀតបានន័យថាមានឆាតផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងក៏នឹងចុច load new chart ទៅបានណា load new chart បាទប៉ុន្តែឆាតយើងមិនមានតែមួយទេអញ្ចឹងយើងអត់តន់ sale ទេមិនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង sale ឆាតមួយនឹងទុកសិនឆាតហ្នឹងគឺឆាតមាសអញ្ចឹងក៏នឹងខ្ញុំ unname នេះខ្ញុំចុចលើ unname ហើយខ្ញុំ sale ទៅថាឆាតហ្នឹងគឺឆាតតំណាង HAU USD អញ្ចឹងឆាតហ្នឹងគឺ HAU USD ហើយអញ្ចឹងគឺវា auto sale ហ៎បាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់បានឆាតថ្មីមួយទៀតឆាតអីគេឲ្យមកថាឆាតអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំចុចខាងគៀននេះហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា new new ហ្នឹងគឺ new chart ហ៎អូខេអញ្ចឹង new ទៅវានឹងលោតទៅឆាតថ្មីឲ្យយើងមួយទៀតចុចពេញទៅបាទយកនៅក្នុងកាតាបបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលញិចអូខេនៅពេលដែលជើងចុច new chart ទៅវានឹងលោតទៅផ្ទាំងថ្មីយើងមួយទៀតមិនយ៉ាងណានេះឆាតថ្មីអញ្ចឹងយើង unname វាទៅយើង change name វាដាក់អូខេមកថាឆាតហ្នឹងឆាតអូស្ត្រាលី AUD USD អញ្ចឹងគឺឆាតហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យឆាតអូស្ត្រាលីឆាតនេះគឺតំណាងឲ្យឆាតមាសអូខេអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាខ្ញុំ delete វាទៅមកស្ដាំលវា high event ទៅគេស្លាក់ដូចគ្នាស្អាតដូចគ្នាគេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងចុចអីគេ sale គេអូទៅហើយថាខ្ញុំបិទទាំងអស់ណាខ្ញុំបិទទាំងអស់ខ្ញុំចូល trading view មកវិញព្រោះមិនខ្ញុំ sale ហើយមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចូល trading view មកវិញខ្ញុំចុចទៅលើ chart ហ្នឹងមានប្រមាណមិញមាន2ខ្ញុំ sell ហើយមាន2មិនយ៉ាងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលឆាតអូស្ត្រាលីឬក៏ឆាតមាសខ្ញុំចុចឆាតមាសខ្ញុំចុចលើមាសទៅអញ្ចឹងវាលោតទៅលើឆាតមាសមិញហ៎បាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំចង់មើលទៅឆាតអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំ sell អាទី2ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំចុចទៅលើ load chart layout អញ្ចឹងវានឹងមានអូស្ត្រាលីនិង gold ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើអូស្ត្រាលីបានថាវាលោតទៅឆាតអូស្ត្រាលីឲ្យខ្ញុំហ៎អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបាន sell នៅក្នុងមាសវានឹង sell ដូចស្រៀងនៅក្នុងអូស្ត្រាលីដែរទាំងឧបករណ៍ទាំងការ delete អីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគូស update អីមួយយើង complete sell អឺមកថាឥឡូវខ្ញុំគូស retracement នេះមួយហេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ sell chart ហ្នឹងគឺយើងចុចទៅលើ sell ទៅនេះឲ្យវាចេញពណ៌ខ្មៅនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ sell ទេប្រហែលនាទីក្រោយវា auto sell ហើយបាទ auto sell ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យបានលឿនយើង sell ទុកឲ្យហើយកុំឲ្យវាការគូហ្វូយើងនឹងវា delete វិញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងជំហានទី2របៀបប្រើឧបករណ៍ខាងលើខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយឥឡូវយើងមើលខាង tool ខាងនេះម្ដង tool ខាងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាសូជា favorite នៅតាមនៅលើអេក្រង់នេះខាងលើនេះអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចុចលើវាឧបករណ៍ណាដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមកវាសូលើ screen អញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចុចលើវាទៅខ្ញុំចុចផ្កាយពីមុខនេះ
អញ្ចឹងមែនឯឧបករណ៍នេះគឺសំខាន់ trend line ខ្ញុំត្រូវការគូសអញ្ចឹងខ្ញុំចុចផ្កាយអញ្ចឹងវាលោតឲ្យយើងនៅកន្លែងនេះអេខ្ញុំចង់បានឧបករណ៍អីទៀតដើម្បី save នៅលើ screen ហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់ត្រូវប្រើទេអានេះខ្ញុំត្រូវប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំចុចផ្កាយទៅបានពីអានេះខ្ញុំត្រូវប្រើ arrow ខ្ញុំត្រូវប្រើអូខេតែប៉ុណ្្នឹងនេះឧបករណ៍សំខាន់មាន4បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលខាងនេះវិញអានេះអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើមានមិនពីរទេម្សិលមិញមិនអញ្ចឹងណាទី1គឺយើងប្រើឯគេ fibo fibonacci retracement ទី2យើងប្រើឯគេ trend fibo retracement extension អញ្ចឹងយើងមានតែពីរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាលើកក្រោយយើងមិនបាច់ចុចលើវាឯងមិនបាច់ចុចលើអា screen ហ្នឹងឯងតើណាគាត់ថាយើងចុចទៅលើអាផ្ទាំងនេះទៅបានឯងយើងយកឧបករណ៍ណាដែលសំខាន់សំខាន់មកដាក់នៅហ្នឹងទៅបានឯងអូខេទី2ខ្ញុំអាកន្លែងនេះគឺប្រាស់ខ្ញុំចង់ប្រើឧបករណ៍មួយគឺ rectangle អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ add វាចូលមួយទៀតអូខេអានេះគឺអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ add អក្សរមកដាក់គឺខ្ញុំចុចលើវាទៅគឺអក្សរខ្ញុំចង់វាយអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ខ្ញុំ add ដាក់លើហ្នឹងអស់ហើយអូខេជំហានបន្ទាប់អានេះគឺខ្ញុំប្រើវាបន្ទាប់អានេះខ្ញុំសំខាន់ដែរក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រើតែនឹងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំ add វាដាក់មួយដែរអានេះយើងប្រើ pattern ដែលយើងទៅគូសបន្ទាប់មកទៀតអានេះខ្ញុំអត់សូវសំខាន់សូវប្រើទេប៉ុន្តែ complete tick ទៅលើ magnet mode ណា tick ទៅលើនឹងគេ tick លើនឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងបានកលែងដាច់ឆក់នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនបើខ្ញុំគូសកលែងមួយឧមាថាខ្ញុំគូសពី line មួយទៅ line មួយខ្ញុំយកឧបករណ៍នេះមកគូសអញ្ចឹងគណៈយើងដាក់ទៅវា auto ឆក់ទៅក្នុងតម្លៃលឹងហ្នឹងឯងឧមាថាខ្ញុំដាក់នៅកលែងនេះនេះកាលខ្ញុំដាក់ខាងលើណាខ្ញុំដាក់នៅខាងលើប៉ុន្តែវាអូតូឆក់ធ្លាក់មកក្រោមនៅតាមតម្លៃចុងកំពូលនឹងយើងអូតូបន្តិចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺបានចំណុចពីកំពូលមួយមកកំពូលមួយហ្មងប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំដកឆក់នឹងចេញបើថាវាអត់ឆក់ទេយើងដាក់នៅកន្លែងណាគឺវាលោតនៅកន្លែងហ្នឹងអមថាខ្ញុំដាក់នៅក្រោមនេះខ្ញុំដាក់នៅលើនេះអញ្ចឹងវាទៅលើហ្នឹងហ្មងវាអត់មានធ្លាក់មកក្រោមវិញទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់បានតម្លៃជាក់លាក់ច្បាស់លាស់មួយគឺយើងប្រើដាក់ឆក់នឹងទៅគេប្រើដាក់ឆក់នឹងអញ្ចឹងគឺយើងដាក់លើវាទៅនេះយកឧបករណ៍នឹងមកគូសមកគេដាក់លើវាវាអូតូធ្លាក់ដល់កំពូលនឹងយើងហ្មងខ្ញុំដាក់នៅក្រោមខ្ញុំដាក់នៅឆ្ងាយនេះប៉ុន្តែវាអូតូឆក់ទៅចុងបាតនឹងយើងគេអញ្ចឹងឧបករណ៍នឹងសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ delete ការគូសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បើខ្ញុំចង់ delete ម្ដងមួយគឺខ្ញុំចុចលើវាទៅខ្ញុំចុច delete ខ្ញុំចុចលើវាអូខេហើយឲ្យមានអាសញ្ញាវងមូលលើក្រោមហ្នឹងហើយខ្ញុំចុច delete បានប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ delete ទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំចុចធុងសំរាមនៅក្រោមនេះចុចធុងសំរាមទៅគឺបាត់ទៅទាំងអស់ការគូសទាំងអស់គឺបាត់ទាំងអស់អូខេវា clean background យើងឲ្យស្អាតឡើងវិញអញ្ចឹងយើង save ឡើងវិញទៅអូខេអញ្ចឹងឧបករណ៍ទាំងអីទាំងសំទុះទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់លម្អិតម្សាទៀតមិនអញ្ចឹងណាតាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍នេះអានេះគឺយើងគូស trend line ជាង trend line ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមានអីគេមាន support មាន resistance មិនអញ្ចឹងហ្នឹងអាថា resistance នេះមក resistance នេះអូខេអញ្ចឹងយើងគូសជា trend line អញ្ចឹងយើងអាច change color នៅក្នុងនឹងបានគេថា double click លើ line អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមាន line ពណ៌ពណ៌យើងចង់ដូរទៅពណ៌អីគេបើថតថាខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌ក្រហមនេះ change ទៅពណ៌ក្រហមពណ៌នេះសាយនេះទូចពេកខ្ញុំចង់បរិចសាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចបរិចទៅសាយធំទៅគឺបានហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរាវនៅក្នុងហ្នឹងបានរាវបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីគូស trend line បានគូស support resistance នេះបានអូខេអូខេអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំ delete ក៏ដោយកាលណាខ្ញុំដូរពណ៌ដូរអីហើយកាលណាខ្ញុំគូសឡើងវិញក៏នៅដដែលដែរពណ៌ក្រហមហើយនឹងសាយធំជាងមុនដដែលអូខេទី2ឧបករណ៍ទី2 horizontal line របៀបគូសបន្ទាត់ត្រង់អូខេបន្ទាត់ដេកអញ្ចឹងយើងកាលណាចុចលើវាទៅគឺនេះបើណាដេកនេះគឺវែងទាំងពីដើមដល់ចុងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរពណ៌ដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ពណ៌ឲ្យគេខ្មៅនិយាយមកពណ៌ខ្មៅខ្ញុំដូរសាយធំជាងមុន
hơi nhầm đồ ở ní pi trăng bao đại đại ok chân miền riêng mạnh này chân đừng nhầm từ lịch vía nhầm vô mà vô mà cú mà xa tiệt anh đang sắp xâm rạp nhưng mơ previous structure phải dường mà như ngay ok chân đại lời vía tới chân phố không ai được này và tốt được này gần là và tốt horizon ray bạn này thay vì ở miền các ba lệ vì miền đã bị chuyển lệch những tờ chân nhầm đạn bởi nhầm đạn được lại nó cứ vía chụp từ lại nó vì ở miền cực tôi vậy anh chúng em cài về được niềm máy làm lưu vi double click lưu vi nhóm chèn về tập buộc máy nhóm đã xài thùng dừng muốn hay nhóm đồ viết tới đại đại thì chúng đôi khi còn là muối với à muối nhưng đã được lại nát về được lại nữa này chúng anh đang dừng trong dừng para với làm bay cục lại muối sầm rạp mưa previous structure của viên nơi panna ok ôm co bắt tua tẹt tuồng nâng nhà pruin nhà pruin thì kia dừng kết hạ ok dừng ai cầm nót từ đại phổ biến bên đi tận đây dừng tới chân double click nhầm đồ po được kia nhầm ai đặt po này ok sai nhầm ai bị tôi tự thùng nhưng tới ok này chân nhầm ai para ví dụ có sim sen bàn ok chân tới này cứ sầm đạp từ đại dừng cú từ đại chân nắm từ lựa chọn phổ biến anh dừng á chẳng tới chẳng như cái ta ok phần nắng anh ấy xem rap ca về phía cầm ru ca về phía phổ dương dương bị chẹp thì tự đại phổ vi bạn đằng môn anh nhớ nghe chẳng ca về phía chúng phải có tầng ngọn hàng màu về phía mà sao mình cứ dương bị chẹp phía cái fibo retracement anh nhớ nghe chẳng ôp cò và tổ fibo retracement dương cho từ lơ vi hai thọ thay dương ốc bị cầm lang tới lơ up trend dương cứ bị cầm lang từ lơ tới á và downtrend thì cứ bị lơ cho ground nhưng chứng nè vì miền background miền poor miền này tự ngọt nhưng chứng nhầm chọn change vía chứng change vía thơ mấy double click lơ vía nhầm ao dược đầm lại bằng nạc lạc mà sân mình lịch xôn thử dược thịt lịch xôn mùi xôn pi xàm phẩm mùi dơ át ăn thịt vía xàm vấy dơ hạ sập dơ học mùi dơ chật vấy dơ hay miền này mùi tiệt xôn chất bạc phẩm vấy và tôi mà mua cho họ mua giờ à thế mà sao mấy nhóm áo giờ là thông pi sôn từ mùi thì chứng nhóm delete vị trang nhóm đạn từ mùi chứng pi sôn mà đó mùi chứng sôn cho sôn cho pi sôn cho bay pram và mùi sôn cho per sôn cho bay mùi cho sôn được cả mùi được thế anh ấy nhóm mặt thở phở thế chứng nhóm độ trên tầng ngọt ok chứng khi nhớ bạn đó hay nói miền là sôn thì rồi sôn cho sam và bay học mùi ok chất bay hay là mùi và tốt một tiệt anh nè tụi mình nhé xài viết tụi chân nhóm trong ao xài nắng thúm dù mớ chân nhóm cái level là nhỉ khi dân phải viết tụi thúm tại đó nè càng là thúm chân nhóm đạt tâm là cầm đặt đi phía thúm là mồm và tốt mà nhóm đô bò bò nà đã nhóm trong cầm nọt xâm khăn những kì xa phẩm bấy nâng hốc học mùi những chứng xa bởi dân đầm nàng ai bố có hôm tới ở cái bố khiêu tới thế học mùi dân đầm nàng ai bố ai ghế có hôm bà này thay bà chạy thay đầm nàng bố bì nâng cứ sắp khăn bố khiêu nâng bố có hôm hai bố lịch xôn nâng lịch mùi dân ai đạt bố đuổi kia tới ok em đạt bố bố phải tị buồn tới chúng po xem xét những ai ca tam ca sờ lạnh của dương và tái po sam sờ phẩm bay nông học muối cứ dương thở đạn po kêu po của hôm nằm bay trần nam mờ ok và tốt mất tiền level price anh ấy dương trong đo đầm lại chính những đo đầm lại và tái dương thở đạn đầm lại đầm bay sủi mờ than lai những đầm lại phần nào chính những thịt từ lời vì tới khơi như này đầm lại sam sôn chích sam sờ phẩm bay pi nơi đầm lại đập bay sôn vậy percentage nhưng trong cai viết đã chỉ percentage vì sôn phía rồi sam sờ phẩm bay ha sờ phẩm mùi phía rồi chứ mình cứ vi sông chơi đập phơi những đại chia phe rồi vẫn cứ việc đại chia pi tôi ngồi dương mình anh ấy cứ dương sợi là bell chua phải so nắng left rồi là right rồi middle center chứ mình đã center vì là từ cả đà lờ thế hay mình nhung đã từ left cứ việc từ chuyển thế chứ phi chân nhung đã nó khang ná khang sẽ làm rủ mờ chứ nhung chơi more right nhà này nhầm đạn nơi khang ná thọ ok
chứng việt đô từ đại của vì và tôi mất tiền background nhưng mà trong miền background trở này chứng nhưng thơ mất độ vì trần chứng khinh sợ lại hành xuống mờ xuống cục ok nhưng xuống hiện đại anh ấy cứ mọi việt đô po sử dụng cái tiếp những đô po này đại tất đã po anh kia à bạn vậy cứ mọi việc chồm đá cái những đã po tập cùi tới chứng xa đây nè thì chứng chứng chơi ok tới bà này rồi chúng nhôm delete bia chúng nhôm mơ chỉ weekly mà sơn mắn chúng ai mơ từ lời chat mía retracement bia mà đòi panama mình như thế chúng dương cần là chơi từ lời fibo nứng retracement nứng dương opina tới khom tới lử ok chỉ bị khom tới lử ok anh này nhôm chọn ai view view nhôm đó chọn làm bay xuống mơ và vẫn đang nhưng mà đang sai về panama thế chúng nhôm đặt bộ click lưu bia nhóm change pin tới extend sunlight chứ bên nó cứ bị load mặc sai như này chứ xuống mới tha bị đo pa làm lại phần nào ok chứ bây giờ vô euro mặc cú anh ấy vị trí kế impulse đấy chứ anh ấy vị trí retracement mà đo làm lại học mùi ok chứ nhóm vô ở con này mặc cú thay vì chia zone đã dương tới bài chụp xa mình nhớ chứ nhưng mà đồ buộc nâng đai tới border nhưng đặt buộc mà dương tới đã thủng anh ấy nhưng mà đặt buộc kêu được buộc này chẳng tới đầm nàng ở dương bài được cái set ok chứ mà này tham mấy bây dương bị phía dương tham ok phát được đai đang cứ vía app chẳng tới tới phần nào đầm lại phần nào dương tới chứng nếu bơ đào dương chế phá bà con nâng hóa nhóm chọn ai vị phía chát mùi mùi lạc nạ đôi nhóm vị phía chứng hay dương phốc cho group dương mình nhớ nghe ok nhóm delete nhóm thọt chi video anh chứng nhóm nâng vô video nâng ở dương tích tiệt ná chứng tự tế hấp nhóm mơ review video nâng lăng vinh tức hiện phở bà con nâng tam nhóm mà đón mùi anh chứng nhóm anh ấy miệng lươn tích để sao nhóm record video tức dương ai pause về bàn ná ok tí pí ổ bà có phát tốt tiết cư ý kì extension mà sớm mấy những green phía extension này mình nhớ nhé ok chứng extension nhưng chơi từ lỡ extension ok copy chrome từ lỡ bởi vì chị uptrend nhưng copy chrome từ lỡ hai bộ màu chrome bình thường ấy chứng extension miên mán bây chứng nói chứng nói chập ra ấm từ chứng nói chóp bộ màu chứng nói chập ra ấm bình ok extension mà sao mình dương cài background cài ở sau tầng ở thế cái extension mà sao mình nhầm ai thích đó thích cái này chỉnh hạ sấp cái đó chật mũi cái đó tốt té sam phẩm bấy học mũi hay những mũi để bị sôn mà mũi mình nhé và tôi mà tầm lại bằng banana tiệt anh ấy nhưng mà nào giờ thế nhưng mà giờ tầm lại mán mũi chết mà pay per phí mùi chất xài mùi bốn, nâng mùi chất học mùi bầy extension mình đã bay point thì mình đã bay line thì thật á ok này, chứng khơi nhé xôn, xàm bầm bầy, học mùi, mùi chất mà phải bớt, mùi chất xài mùi, nâng mùi chất học mùi bầy ok, đầm lại kẹt này nếu nhóm phép mà sao mà nhìn á và tốt mà nhóm thấy chen line như tiệt á chân chen line ấy cứ nhóm bởi rịch vía tới thông chứng môn xuống mớ được á ok, và tốt mà tiệt nhưng thấy trên cái tiết đô bò ok đô bò nhưng trên cái nít đại ok và dân thấy dùng bánh đạn thế có mọi bạn mới chứ nhóm đô nhóm đọc background trên ok nè đôi ở vậy thì nhóm cũ hay mình nhớ nghe chứ extension những đại thì okay, chị ok tất extension những đại đạn là bốn đi bởi retracement những đạn là kháng rài kháng sản tờ extension những đạn là kháng chú bên dù mơ ok nhưng mà ai mới chat cái mà sao mình GBP USD như bị dân chụp ô tô chụp tiền mà ok nhưng vậy không hả GBP Australia nhưng dù mình tôi tới chân bật chat nó vừa về anh phía chỗ thọ thọ về anh chân việc đặt cái túi chân cần dân off cái lại tầm lại lên nhẹ cho mà khổ má
chứng cứ viết xuống mà dương này dương đồng rời mà xong screen phải dương chứng dụng bộ con này mà cụ extension ốc bì lỡ bởi vì chỉ downtrend ốc bì lỡ cho khổm hãy tờ lỡ bình thờ ghé này chứng zone extension là nhóm bà chạy vì cô đang take profit với extension nhưng pra đồng bày ghế take profit thờ ghé cầm nạt pra chân anh phô dương cô đang pra chân anh phô dương chứng cô đang pra chân anh phô dương cứ cô đang phân ná thì phía chân lọc nào tới này. Zone phân đi mà đó nè và ta mình ai lớp học mùi vậy tu từ phía rồi trang cứ extension cầm rô lớp học mùi vậy và ai nơi trở lọc ní phía rồi nhất cứ nơi nơi mà đông này sai sự mùi lớp sai sự mùi được gồm sai sự mùi thì tuổi phía trang và hỏi có ở đây lớp học mùi này và ta ai phát học mùi mùi cho học mùi với mùi cho học mùi bấy chia golden ratio phía rồi trang cứ ấp cao mùi cho học mùi vậy nếu có ở lơ để và sân chỉ bị chỉ uptrend chứ cần là pass cứ bị ảnh bị chụp phía rồi lang từ bình chứ đồng bằng này phía rồi trang cứ xâm rạp take profit đấy số đồng bằng này xâm khăn cứ dương mơ tham miên river zone nó lại nâng nở river zone nó mà pay mũi mũi chạy mà pay bởi bí close và river zone bên nơi mũi chạy sai mũi close và river zone bên nơi tập bà to mà đó là mũi chạy mũi close vô mà ok chứ dương mơ price xâm nâng lại đồng bằng bay nâng zone bay nâng chúng cái loại này bớt sân dương ảnh bài cái dương ảnh bài bán khá đa bớt sân chỉ miễn phải sân được lại nè và tay complete stop loss nơi hàng khổ mũi chuyển hộp mũi vậy ok zone này cái đai bớt sân chỉ miễn phải sân được lại nè cái dương ảnh chụp xa bán đây và tay complete stop loss nơi hàng khổ mũi đó đại thì rồi chẳng khi phát xâm rạp thay của fit mình phát xâm rạp chụp xa thì mà đại bà thay bởi dương chóng dương complete stop loss nâng thật ok có bà tốt tiết rectangle anh đang nhung nhung chèn cái lời nhung chèn ấy ấy nè anh đang dùng chọn cú zone nào muối được rồi dùng chọn cú đồng lại dùng chèn chụp xa ấy muối nè horizontal anh ấy thay chỉ ăn bọt chứ nhung đồng nàng ấy muối mà ta nhung chọn xây ăn bọt lên nước muối của ấy tu tới nó bơ đa ca nhung ao dùng việc hiện cứ thử đại đi dần nhung at least bảy cái nó ca việc hiện nè hai đấy bằng dùng bài đồng lại phần nè mình dùng ấy chứ complete nếu bữa nay bị phía hao thì sẽ so lại những nhóm phong thách cái lại những nhóm phong chứng thách nhưng đã buộc mai đó anh ấy dùng chèn phong anh ấy dùng chèn sai thế anh ấy dùng đã đất so đất anh ấy dùng đã trade thế background chứng bạch đã thế border này chứng border và chứng bạch đã các bạn đó đỏ chỉnh tới hay ok chứ mà tha reason sầm rạp mía u tơ hó chúng tha chúng chọn bài mía chúng thử miên reason bảy cú vị phía nhóm hỏi thử họ reason ở nhóm dạng hỏi nạp bảy muốn được dương focus tha dương cú bài được cú sẽ thế này chúng như mơ mía reason tìm mua kì thế việc bán được nó ngay ghế và retracement học sự mùi vậy chứng đi dẫn tìm mùi phô dương thì chúng ta tham bài goal reason mùi ghế thác retracement man xôn chất học mùi vậy hay á, đi dẫn tìm mùi, chứ những bạn đi dẫn tìm mùi, đi dẫn tìm pi kì, nè, ba hay kì, previous structure, chứ đi dẫn tìm pi, bài gỗ là sao tái previous, thách previous structure. Ok, miền reason này tiệt. Ok, candlestick reversal cứ nâng lại này cứ riêng cái spin bar. Thấy á? Thì bấy spin bar candlestick.
không biết lý cứ dương miên reason dương bay bạn đây mình như ngay nhưng chương bớt xin dương mưa không daily mưa được không mà máu sắp tới miên sẽ nhà reversal từng ngọt thôi á ok chương cứ reason không daily việc lý cứ dương miên ạ chương bớt xin dương ai bị chạy tiết ở monthly xong thôi daily được có mà máu vì miên vì dân ấy chính sách những ad cho không nâng bật hàm thì one hour chat ấy như thế daily chat ấy như thế anh ấy chỉ reason at least bay là chăm dương chủ reason can the trend dương chủ xa can the strong đầm lại thì dương chủ xa nó cứ can the strong can the law mình nhận nhé ok ok chúng ta buy goal reason ấy kia như thế chẳng những ai khơi nhỉ chứ mình mến dân chơi tập cứu thế nhưng thử miên reason là reference reference là reason ok chứ những ai vô từ đại đứng tha ok bảo vệ láng láng tới phần nào thử hết chứ láng tới phần nào dừng vô cái kia một cú retracement thử á cú bị lừa một khổm chứ at least 30 chứ 30 ok dừng delete tụi mình đó chứng 37 nơi cái này nè preview structure chẳng hạn thấy ok chứng như đã tự đại sinh nhập đúng từ phần đăng tới thôi dừng delete à retracement dừng trên từ bên đất mọi viên ở sketch card bên nhân như này ok chứng đã sinh nhập đúng trong phần đăng tới thôi bây giờ break phần đăng nhưng đã từ phần nào tiết học mùi mà nhé chứng đã sinh nhập đúng từ học mùi tiết tới hay delete retracement trên bên ta ok phần đăng nhóm clear chào ốp cô bà tô ạ anh này anh ấy cứ nhóm nâng pra nâng nâng ngay nâng bà ta lấy nhóm edit a house dân edit ta mà house is add chân chơi từ lưu nâng cứ x a b c d miên pram chân nội nha x a b c d riêng nít hai thà riêng cipher thì tiết chân nâng riêng chấm cô đại lại nâng mồm sai phở ok chứng những ai đô không nâng bàn đã bỏ click lưu viên được cái gì border chứng trong đạp bộ ấy đạp bộ mà thế à border ở chung với nhẹ background nhưng trong độ tranh bàn đó thì dừng cũng đạp bộ số dừng ăn thích từ lưu background đấy độ cho nhỉ đấy ăn thích từ lưu background đấy bởi nhóm chọn đã có bán nhóm đã đầm nàng ấy bùa cái bùa này thế bột đó nhóm đã thùm tới sụt mớ nhóm chọn đỏ chính của bạn thấy á hay ok cyper bằng cyper tí tiếp nhưng riêng là nhóm chỗ đọc bùa lương bùa để tam cho nấu chật vào dương chân cài đặt phần nắng thất bà nè chú mua việc cũng chú mua riêng về ok cho bật nực nông công nực nông meta trader vậy mình nực nông trading view dùng cùng mình vì ăn miên riêng đi hề còn đấy còn tai vì miên triangle nực nông meta nực nông tù sạp á nông tu sáp ăn miên à riêng nâng tê và tai miên triangle chân vô triangle một cú tức có bàn ra chân cần nhóm chụp triangle ní một chân nội ní hay mà đo chân nội khổm ní nhưng mà slap à chân hồ mà slap tiếp vô triangle là đá chụp pi slap nâng mà đo làm lại để biết lẹ mà đo mình nâng okay. Chân đô vậy còn ở bên miền nào miền nằm lại a b c d h a b c d mình chẳng nghe và tác cụ thể đôi chỉ riêng là tại chứ người không tụ sáp những ai cho một cụ bàn ok chăm nhom thời tiết dân sao với nhom phải pi là việc cụ upcon nó meta trader mà đó hay là không tụ sáp hàng tiền và sân dương miền phê và tháng được gọi nhom record chi video ao mà và sân dương ở miền phê nè và về video tới dân ai cho đi ví dụ mình thích nào mình chẳng nghe ok chứng ở hai opcon không nâng à lấy dân trong public ok chứng anh ấy dân chơi public id á mà thay nhom vị phía háo dân chơi public id về tất cả lấy tù sạp tất cả ấy dương chứng public id ban anh thay dân post chia id dân được non public game mơ khơi cục khnì
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងវិភាគល្អគេសៅយើងហើយបើសិនជាល្អចាំផុសជា public អូខេចំណុចទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាល public ទេត្រឹមតែផុសឆាតនឹងឲ្យខ្ញុំបានហើយនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងគឺយើងចុចទៅលើគេរូបកាមេរ៉ានេះវានឹងលោត link មួយយើង link ហ្នឹងយើង copy link ហ្នឹងក៏បានយើងមកផាសនៅកន្លែងនេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងវាចេញជារូបភាពឲ្យមែនទេណាយើងចុច mouse តាមលើវា save as ក៏បានឬក៏ copy image ក៏បានហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកុំ copy link ដាក់នៅក្នុង Telegram សូម copy ជា image ទៅវិញទៅណាព្រោះបើសិនចុច link ណានៅឡើយចុច link មកមើលក៏អត់ឃើញរូបហ្នឹងទេណាវា view អញ្ចឹងខាតពេលអញ្ចឹង copy ទៅសំទោសមកស្ដាំលើវាគាត់ចុច copy image control v មកផាសនៅក្នុង Telegram ទៅ save send ទៅគឺទៅហើយតោះណាយ៉ាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងចង់ save chat ហ្នឹងនៅក្នុង computer យើងគាត់ថាយើង copy link មកដាក់នៅហ្នឹងក៏បានយើងចុច save image នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងវា load link ហ្នឹងឲ្យយើងថ្មីឲ្យយើងដូចគ្នាមកស្ដាំលើវា save image as អញ្ចឹងទៅយើងដាក់ឈ្មោះយើងទៅនៅក្នុង computer របស់យើងយើង save ជា image ការវិភាគរបស់យើងដាក់ក្នុង computerគេចឹងតន់អញ្ចឹងកុំចុច public ណាចុចរូបកាមេរ៉ាវិញអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងមានសំណួរអីនៅលើនឹងទៀតអ្ហេអូខេទូទៅរាវបន្ថែមទៀតតើខ្ញុំប្រាប់ដូចអស់ដែរណាបើសិនជាមិនមិនរាវនៅក្នុងនឹងតទៀតទៅវីដេអូឲ្យកាលឲ្យឥឡូវបង record ឥឡូវហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើន